Xin chào, đây là trường quay TV Shopping. Ở đây chúng tôi có rất nhiều những sản phẩm hữu ích với mức giá hấp dẫn dành cho người tiêu dùng. Quý vị đã sẵn sàng mua sắm cùng chúng tôi ngày hôm nay chưa ạ? Quý vị thân mến, kem được biết đến là một món ăn tráng miệng lạnh phổ biến và là sở thích của rất nhiều người, trong đó có cả Thu Trang. Và trong chương trình TV Shopping của ngày hôm nay, Thu Trang xin được giới thiệu tới quý vị sản phẩm kem đã đồng hành cùng Trang và gia đình mình trong thời gian qua. Đó chính là thương hiệu kem Hà Nội đến từ công ty cổ phần Kem Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, được biết đến là thương hiệu chuyên sản xuất cung cấp các mặt hàng kem búc ly cao cấp cho khách sạn, nhà hàng, quán cà phê hay là quán ăn nhanh. Kem Hà Nội trong thời gian qua đã đồng hành cùng rất nhiều người tiêu dùng cũng như nhiều doanh nghiệp và được đánh giá cao bởi chất lượng hương vị tuyệt vời. Bên cạnh đó thì toàn bộ sản phẩm kem đều được sản xuất theo quy trình tự động khép kín và đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm. Và nắm bắt được xu hướng phát triển của thế giới và nhu cầu thưởng thức kem trong nước, Kem Hà Nội đã đầu tư nghiên cứu để cho ra sản phẩm kem có độ dẻo, mịn tốt nhưng không tạo nhớt khó chịu trong miệng và dễ dàng kết hợp với các mùi vị trái cây hay là vanilla, sô-cô-la, trà xanh để phù hợp với mọi sở thích và mọi độ tuổi. Kem Hà Nội đã kết hợp nguồn quả tươi trong nước với nguyên liệu chính được nhập khẩu từ New Zealand, đem đến cho khách hàng nhiều lựa chọn kem hương vị truyền thống như là dừa, cốm, khoai môn, sầu riêng và những vị kem mang đậm chất hiện đại châu Âu như là kiwi, hoàng gia, vani, việt quất. Vâng, và để quý vị có thể hình dung rõ hơn về điều này thì ngày hôm nay, Ovi xin phép được thử ngay một ly kem vani truyền thống để xem là cái vị của kem Hà Nội này nó có gì khác so với vị kem vani của nhiều loại kem khác ạ. Và bây giờ xin phép quý vị và xin phép chị Trang tôi sẽ thử một thìa kem vani để xem là kem Hà Nội này nó có gì đặc biệt ạ. Rất thơm và tan ngay trong miệng. Và chị Trang biết không ạ, ban đầu tôi hình dung vị vani là vị nó hơi ngọt, nhưng mà quý vị biết không ạ, đối với ly kem vani của kem Hà Nội này nó không quá ngọt. Khi mà chúng ta đưa thìa kem vào trong miệng thì nó tan rang luôn, và càng về sau thì cái vị ngọt nó mới chỉ động lại một chút ở hậu vị thôi. Ăn rất là mát, và tôi nghĩ rằng là chắc là với cốc kem như thế này thì 5 phút là sẽ sạch bay rồi ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, nếu như quý vị đang có mặt ở trường quay giống như Thu Trang và Âu Việt thì chắc chắn là quý vị sẽ bị hấp dẫn bởi hương vị cũng như là mùi thơm ngào ngạt đến từ ly kem vani mà anh Âu Việt vừa mới thưởng thức. Chị Trang biết không, cái cảm giác mà mùa đông ăn kem nó thích hơn rất nhiều, và nó có sự khác biệt hoàn toàn so với việc mà mùa hè chúng ta ăn kem. Dạ vâng, và những ly kem khi mà chúng ta thưởng thức vào mùa đông thì người ta thường thấy là có thể còn giải stress tốt hơn là ăn vào mùa hè, đúng không ạ? Chính xác ạ. Chúng ta cũng biết là những cái hương vị đặc trưng của kem Hà Nội như là vani, sô-cô-la, chanh leo, sữa chua Hà Nội này, sầu riêng này, khoai môn, cốm, bạc hà hay là sữa chua dẻo, quá nhiều hấp hương vị đúng không ạ? Đều có dung tích từ 1 lít đến 5 lít cho quý vị lựa chọn, quý vị nhé. Và công ty cổ phần kem Hà Nội là một trong những sự lựa chọn sẽ giúp quý vị tận hưởng được hương vị đặc sắc nhất của kem. Vậy quý vị còn chần chừ gì nữa mà không liên hệ ngay từ hotline 0904 408 679 hoặc đến địa chỉ nhà số 7 ngõ 202F phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội để sở hữu ngay cho mình những sản phẩm kem thơm ngon và mát lạnh cho cả gia đình mình quý vị nhé. Dạ vâng, mặc dù còn muốn thưởng thức tất cả những vị kem đang có mặt ở đây, nhưng thật tiếc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị rồi. Quý vị hãy trực tiếp trải nghiệm sản phẩm ngay hôm nay. Chắc chắn là kem Hà Nội sẽ không làm các thực khách của chúng ta thất vọng đâu ạ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.